Và nếu anh em có bất kỳ một thắc mắc nào cũng như là muốn cập nhật những thông tin nhanh nhất về những sản phẩm sẽ được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam thì có thể là tham gia vào group là xóm công nghệ nha. Link của group thì mình sẽ để ở trong phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này. Xin chào các bạn. Thời gian vừa qua thì mình nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh em là nên lựa chọn chiếc Reno 5 4G hay là chờ phiên bản À không, mình không được nhấc chiếc máy này lên Hay là chờ phiên bản 5G của chiếc Reno 5 này Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đi phân tích và chia sẻ kỹ hơn cho anh em Là bạn nào nên mua luôn cái phiên bản 4G và bạn nào nên chờ luôn phiên bản 5G nha Và nếu anh em nào mà đang quan tâm tới chiếc Reno 5 4G này thì đừng quên ghé quay hệ thống 7S. Hiện tại thì 7S đang có mức giá vô cùng là tuyệt vời dành cho chiếc Oppo Reno 5 4G các bạn ạ. Nó chỉ lanh quanh ở cái mức khoảng tầm là 7,5 triệu đồng mà thôi. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Thực ra thì khi mà mình đọc được cái câu hỏi này của bạn á Thì mình cũng đã có luôn được cái câu trả lời rồi Tuy nhiên thì mình sẽ muốn đi vào phân tích và so sánh cho anh em Cái sự khác biệt giữa bản 4G và bản 5G Nó sẽ nằm ở những cái điểm nào bên cạnh những thông số kỹ thuật Mà các bạn có thể là đọc tràn lan đại hải ở trên cộng đồng mạng Bởi vì sao? Bởi vì cá nhân mình á Mình cũng đã được trải nghiệm sơ qua phiên bản 5G rồi Đại lý thì cũng đã mang máy qua cho mình trải nghiệm sơ Nhưng ở thời điểm hiện tại mình không thể lên cái video nào có sự xuất hiện của phiên bản 5G được cho nên là mình sẽ làm một cái video nói tranh như thế này cho anh em ha. Cái sự khác biệt lớn nhất giữa bản 4G và bản 5G và nó cũng kéo theo một chuỗi những cái sự khác biệt giữa hai cái phiên bản này chính là về vi xử lý. Vi xử lý ở trên phiên bản 4G thì chỉ là Snapdragon 720G thôi. Còn về phiên bản 5G bán chính hãng ở thị trường Việt Nam thì nó sẽ là Snapdragon 765G nha các bạn. Và chắc chắn luôn rồi về mặt hiệu năng về khả năng chơi game về những cái thao tác mượt mà ở trên màn hình á thì cái phiên bản 5G với vi xử lý mạnh hơn rất là nhiều so với là 720G thì những cái trải nghiệm khi mà các bạn chơi game này hoặc là đơn giản thôi các bạn chỉ cần vuốt ở trên màn hình nhá là các bạn đã thấy được cái sự khác biệt rồi ở trên cái phiên bản 5G nó vô cùng là mượt mà các bạn ạ. Mình không thể tin được luôn, nó mượt một cách khủng khiếp và mình đoán rằng là cái hiệu năng, cái trải nghiệm nhá, cái trải nghiệm hiệu năng ở trên phiên bản 5G nó sẽ mạnh hơn khoảng tầm là 20 cho tới là 30% so với là cái phiên bản 4G. Chỉ cần những tác vụ cơ bản các bạn sẽ thấy ngay được cái sự khác biệt giữa 4G và 5G về mặt là hiệu năng và bên cạnh đó thì cái phiên bản bán chính hãng ở thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ có 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong rất tiếc là đợt này có vẻ như là Oppo không làm theo cái chu trình cũ của họ nữa rồi không mang cái phiên bản cao cấp nhất về bán mà chỉ bán cái phiên bản là 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong thôi thì cái điều này mình cũng phải xin lỗi cho anh em bởi vì trong cái video mà mình chia sẻ về cái phiên bản 5G bán chính hãng á, thì mình suy đoán rằng là họ sẽ bán cái phiên bản cao nhất mà không phải họ chỉ bán cái phiên bản là tiêu chuẩn 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong nha các bạn và bên cạnh đó thì chắc chắn rồi phiên bản 5G mà nó sẽ có sẵn cái modem mạng 5G cho nên là khi nào mà Việt Nam phủ hết đầy đủ mạng 5G thương mại luôn thì các bạn có thể là sử dụng được cái băng tần mạng là 5G này. Và cái sự thay đổi về vi xử lý nó không chỉ là mang đến những cái trải nghiệm khác biệt về mặt hiệu năng đâu các bạn ạ mà về trải nghiệm chụp hình này hay quay video ở trên cái phiên bản 5G nó cũng tốt hơn so với là phiên bản 4G nha các bạn. thứ nhất là về cái khả năng lấy nét này thì cái phiên bản 5G nó sẽ ngon hơn. thứ hai là khả năng xử lý noise ở trên phiên bản 5G nó cũng ngon hơn và thứ ba là khả năng quay video hay là chụp thiếu sáng ở trên cái phiên bản 5G nó cũng sẽ ngon hơn so với là 4G Sẽ có rất là nhiều anh em thắc mắc là tại sao mà cùng cái phần cứng camera như vậy mà phiên bản 5G nó lại chụp ngon hơn đúng không? Là bởi vì nó sử dụng vi xử lý là Snapdragon 765G Cái ISP ở trên vi xử lý này nó sẽ mạnh hơn Cái khả năng mà xử lý hình ảnh nhá, nó sẽ tốt hơn so với là Snapdragon 720G nha các bạn Nó sẽ tốt hơn ISP ở trên Snapdragon 720G Cho nên Thông qua clip này thì mình cũng muốn chia sẻ cho anh em một vài những kiến thức là về cái chất lượng hình ảnh nhá, nó không chỉ phụ thuộc vào thuật toán, không chỉ phụ thuộc vào cái chất lượng phần cứng camera mà nó còn phụ thuộc là chiếc máy nó nó đang sử dụng cái vi xử lý nào, cái ISP của nó có đủ mạnh để cân toàn bộ cái phần cứng cũng như là thuật toán chụp ảnh mà nhà sản xuất đó muốn áp đặt ở trên cái sản phẩm kia hay không. Cho nên là về cái chất lượng camera ở trên chiếc Oppo Reno5 phiên bản 5G nó sẽ có những sự khác biệt như vậy so với là phiên bản 4G. Và bên cạnh đó thì cái phiên bản 5G chúng ta sẽ có sạc cũng nhanh hơn các bạn ạ 65W nha Supervox 2.0 mà Nó sẽ có công suất sạc là 65W Và một cái điều rất là khác biệt nữa chính là về chất liệu sẽ có một cái phiên bản cùng giá tiền luôn hai Thực ra là sẽ có hai phiên bản nha hai phiên bản màu sắc thôi Thì ở trên cái phiên bản 5G chúng ta sẽ có mặt lưng được hoàn thiện bằng kính Cái phiên bản màu bạc sẽ được hoàn thiện bằng kính Cho nên là với những bạn nào mà cần một cái sản phẩm Có cái chất liệu là sang trọng hơn một tí xíu thì có thể là chờ đợi cái phiên bản là Oppo Reno 5 5G. Và đó là những cái sự khác biệt về mặt phần cứng cũng như là trải nghiệm giữa bản 4G và 5G ở trên chiếc Reno 5. Vậy thì các bạn nên lựa chọn Reno 5 4G ở thời điểm hiện tại hay là chờ một thời gian nữa để sở hữu luôn phiên bản 5G. Dưới góc độ cá nhân của mình với những bạn nào mà chỉ có cái mức tài chính khoảng tầm là dưới 9 triệu đồng thì bây giờ các bạn nên mua luôn cái chiếc Oppo Reno 5 4G đi bởi vì sao? Bởi vì mức giá của phiên bản 5G chắc chắn nó sẽ không thể rẻ được so với là cái phiên bản 4G đâu. Và ví dụ như bây giờ các bạn mua chiếc Reno 5 4G ở hệ thống Samsung thì bây giờ mức giá của nó chỉ loanh quanh ở mức là khoảng tầm là 7,5 triệu đồng mà thôi thì nó sẽ tốt hơn rất rất nhiều so với là mức giá dành cho cái phiên bản là 5G. Mình không thể công bố và không thể tiết lộ cho anh em về mức giá của phiên bản 5G được, nhưng mình biết rằng là nó sẽ là một sự phân cấp rất lớn. Giữa một chiếc điện thoại tầm trung và một chiếc điện thoại cận cao cấp là các bạn đã biết được rằng là mức giá của chiếc Reno 5 5G nó sẽ không hề rẻ đúng không các bạn? Cho nên với những bạn nào mà có mức tài chính vừa phải, là một fan của Oppo có muốn cái tài chính vừa phải thì các bạn chỉ nên mua chiếc Oppo Reno 5 4G thôi nha, chứ đừng có cố quá lên hoặc là chờ đến cái chiếc Oppo Reno 5 5G ra mắt. Dù Reno 5 5G ra mắt đi chăng nữa thì cái mức giá của chiếc Reno 5 g nó cũng không hề thay đổi đâu các bạn ạ. Cho nên là các bạn yên tâm là sẽ không có cái sự khác biệt đó đâu. Oppo chắc chắn rất thông minh, họ sẽ định giá giữa Reno 5 4G và 5G ở hai cái phân khúc là hoàn toàn khác nhau và đó là những cái điểm khác biệt cũng như là những cái tư vấn của mình dành cho những anh em nào mà đang thắc mắc là nên lựa chọn phiên bản 4G ở thời điểm tại hay là chờ phiên bản 5G của chiếc Oppo Reno5 với cá nhân mình nữa có 5G hay là 4G bây giờ nó cũng không mang đến những cái trải nghiệm quá là hữu ích cho anh em đâu cho nên là các bạn cứ mua 4G thôi không cần phải là nhất thiết là phải chờ cái phiên bản 5G để làm cái gì 5G thì ừ đúng là nó sẽ có những cái sự khác biệt như mà mình vừa kể trên nhưng mà mức giá của nó sẽ không hề rẻ đâu nha các bạn cho nên là các bạn cứ tiết kiệm tiền mua phiên bản 4G còn đến năm 2022 khi mà mạng 5G bắt đầu có độ phủ lớn hơn này và đặc biệt là chúng ta đã biết được chính xác cái mức giá cước của mạng 5G nó như thế nào rồi thì lúc đó đầu tư một chiếc điện thoại hỗ trợ băng tần mạng 5G nó cũng chưa hề muộn đúng không bạn Còn bây giờ thì thôi cứ mua 4G cho nó tiết kiệm đặc biệt là trong cái mùa dịch Covid như thế này thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó các bạn ạ Còn các bạn các bạn suy nghĩ sao về những cái sự khác biệt giữa phiên bản 4G và 5G của chiếc Redo 5 mà mình vừa kể trên đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay Còn nếu các bạn thấy video này hữu ích các bạn có để lại bật like share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình Còn bây giờ thì bye